Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn photo quyển sách mà không cần đóng mở cái lắp phía trên này. Đó. Thì trên cái máy này của tôi có làm số cái thước đo luôn đây. Đây. Bắt đầu từ 0 rồi đây. Đó. 0 này. Đến đây và đến hết. Tương tự bên này bắt đầu từ 0 và kéo dài cho đến hết rồi này. Vậy là nếu mà để photo thì chúng ta chỉ cần để vào quyển sách vào đây vào cái góc giữa này và chúng ta đo cái mép này, tương tự bên này đo mép này. Đó, đây. Đo mép trên này. Đó. Thế sau khi mà xác định được kích thước này rồi thì mình sẽ vào để thiết lập. Đây thì trên đây tôi đã thiết lập sẵn là cái chương trình Photosách, giao diện là Photosách chẳng hạn. Đó, kích vào Photosách. Thì thông thường là Photosách cái này là mình sẽ tạo gáy này, hai mặt này tự động này. Đó thì bởi vì là cái này nó dùng bút bi viết, thế thì mình sẽ để cái chế độ Blade và cái độ đậm nhạt này mình sẽ tăng lên một tí cho nó đậm lên một chút. Ở đây mình sẽ điền kích thước original size, kích thước ban đầu custom. Đó, thì đây cái kích thước này của quyển này sẽ là 200 và đây là 292. Mình đã nhập cái này là 200, cái này là 292. Sau khi nhập xong xác nhận là ok. Đó, ok tiếp. Vậy là xong. Xong phần thiết lập. Bây giờ là chúng ta sẽ chạy photo. Thì chạy photo đẹp mà chạy photo thì bây giờ mình sẽ thử nhé. Thử ở đâu ra này. Sản phẩm ấy, mình thấy nó không bị đen. Không bị đen một chút nào. Chờ mà xem. Chờ đi. Thank you.
Đây. Chúc các bạn thành công. Nếu mà các bạn thích thấy hữu ích thì hãy nhấn cho mình một like để có động lực làm các video tiếp theo.